Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thập Địa thứ 26, Hán Bộ quyển 34. Bây giờ Đức Thế Tôn ngự ở điện Mani Bửu Tạng trong cung của Tha Hóa Tự Tại Thiên Dương câu hội với chư đại Bồ Tát từ phương khác đến. Chư Bồ Tát này không thối chuyển vô thường đặng chánh giác, an trụ trong cảnh giới của Bồ Tát trí, vào chỗ của Đức Phật vào, siêng tu không ngớt, hay khéo hiển hiện những sự thần thông, giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh rất đúng thời. Vì thành tựu tất cả đại nguyện, chư Bồ Tát này trong tất cả kiếp, tất cả đời, tất cả cõi thường xuyên tu tập, không tạm lười nghỉ, đã đầy đủ phước trí trợ đạo khắp lợi ích chúng sanh mà luôn không thiếu sót, đạt đến trí huệ phương tiện ba la mật của Bồ Tát, thị hiện vào sanh tử và nhập niết bàn, vẫn chẳng bỏ phế thực hành Bồ Tát hạnh, khéo vào tất cả thiền định giải thoát tam muội của Bồ Tát, trí huệ thần thông đều được tự tại với tất cả việc làm, được tất cả thần lực tự tại của Bồ Tát, không hề động tác mà trong khoảng một niệm có thể qua đến tất cả đạo tràng của chư Phật, làm thượng thủ trong chúng để thỉnh Phật thuyết pháp, hộ trì chánh pháp của Phật, cúng dường phụng thờ tất cả chư Phật với tâm quảng đại, thường xuyên tu hạnh Bồ Tát. Thân các ngài hiện khắp thế gian, tiếng các ngài khắp mười phương pháp giới, tâm trí các ngài vô ngại thấy khắp tam thế tất cả Bồ Tát. Các ngài đều đã tu hành viên mãn tất cả công đức, trải bất khả thuyết kiếp cũng không thể nói hết. Danh hiệu của các ngài là Kim Cang Tạng Bồ Tát, Bửu Tạng Bồ Tát, Liên Hoa Tạng Bồ Tát, Đức Tạng Bồ Tát, Liên Hoa Đức Tạng Bồ Tát, Nhật Tạng Bồ Tát, Tô Lợi Gia Tạng Bồ Tát, Vô Cấu Nguyệt Tạng Bồ Tát, Phổ Hiền Trang Nghiêm Tạng Bồ Tát, Tỳ Lô Giá Na Trí Tạng Bồ Tát, Diệu Đức Tạng Bồ Tát, Chiên Đàn Đức Tạng Bồ Tát, Hoa Đức Tạng Bồ Tát, Câu Tô Ma Đức Tạng Bồ Tát, Ưu Bát La Đức Tạng Bồ Tát, Thiên Đức Tạng Bồ Tát, Phước Đức Tạng Bồ Tát, Vô Ngại Thanh Tịnh Trí Đức Tạng Bồ Tát, Công Đức Tạng Bồ Tát, Na La Duyên Đức Tạng Bồ Tát, Vô Cấu Tạng Bồ Tát, Ly Cấu Tạng Bồ Tát, Biện Tài Trang Nghiêm Tạng Bồ Tát, Đại Quang Minh Võng Tạng Bồ Tát, Tịnh Quay Đức Quang Minh Vương Tạng Bồ Tát, Kim Trang Nghiêm Đại Công Đức Quang Minh Vương Tạng Bồ Tát, Nhất Thiết Tướng Trang Nghiêm Tịnh Đức Tạng Bồ Tát, Kim Cang Diệm Đức Tướng Trang Nghiêm Tạng Bồ Tát, Quang Minh Diệm Tạng Bồ Tát, Tinh Tú Dương Quang Chiếu Tạng Bồ Tát, Hư Không Vô Ngại Trí Tạng Bồ Tát, Diệu Âm Vô Ngại Tạng Bồ Tát, Đà La Ni Công Đức Trì Nhất Thiết Chúng Sanh Nguyện Tạng Bồ Tát, Hải Trang Nghiêm Tạng Bồ Tát, Tu Di Đức Tạng Bồ Tát, Tịnh Nhất Thiết Công Đức Tạng Bồ Tát, Như Lai Tạng Bồ Tát, Phật Đức Tạng Bồ Tát, Giải Thoát Nguyệt Bồ Tát, vô số vô lượng vô biên vô đẳng, bất khả sổ, bất khả sinh, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết đại Bồ Tát như vậy. Kim Cang Tạng Bồ Tát là thượng thủ trong đại chúng này. Bấy giờ Kim Cang Tạng Bồ Tát thừa thần lực của Phật, nhập Bồ Tát Đại Trí Huệ Quang Minh Tam Muội. Ngài nhập Tam Muội này rồi, liền đó khắp mười phương quá ngoài mười ức Phật sát di trần số thế giới. Mỗi phương đều có mười ức Phật sát di trần số Phật đồng hiệu Kim Cang Tạng. Phật hiện ra trước ngài mà bảo rằng: lành thai, lành thai, Kim Cang Tạng Bồ Tát có thể nhập Bồ Tát Đại Trí Huệ Quang Minh Tam Muội này. Thiện nam tử, mười ức Phật sát di trần số Phật ở mỗi phương khắp mười phương đồng gia hộ ông. Do bổ nguyện lực và quái thần lực của Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai, cũng do thắng trí lực của ông, vì muốn ông tuyên thuyết Phật pháp quang minh bất tư nghị cho chúng hội Bồ Tát, như là vì khiến nhập trí địa, vì nhiếp tất cả thiện căn, vì khéo lựa chọn tất cả Phật pháp, vì biết trọng các pháp, vì khéo hay thuyết pháp, vì vô phân biệt trí thanh tịnh, vì tất cả thế pháp chẳng nhiễm, vì thiện căn xuất thế thanh tịnh, vì được cảnh giới trí bất tư nghị, vì được cảnh giới trí của bậc Nhất Thiết Trí, là vì khiến được bậc Bồ Tát Thập Địa Thủy Chung, vì tuyên thuyết tướng sai biệt của Bồ Tát Thập Địa đúng thật, vì duyên niệm tất cả Phật pháp,
vì tu tập phân biệt pháp vô lậu. Vì khéo lựa chọn, quan sát, đại trí quang minh, khéo trang nghiêm. Vì khéo nhập môn trí quyết định. Vì tùy ở chỗ nào đều thứ đệ thuyết pháp vô sở quý. Vì được quang minh biện tài vô ngại. Vì trụ bực đại biện tài khéo quyết định. Vì ghi nhớ tâm Bồ Tát không quên mất. Vì thành thục tất cả chúng sanh giới. Vì đến khắp tất cả xứ quyết định khai ngộ tất cả. Thiện nam tử, ông nên biện thuyết pháp sai biệt thiện xảo của pháp môn này. Những là: vì nương thần lực và trí huệ của Phật gia hộ, vì thanh tịnh thiện căn của mình, vì thanh tịnh khắp pháp giới, vì nhiếp khắp chúng sanh, vì thâm nhập pháp thân, trí thân, vì thọ quán đảnh của chư Phật, vì được thân cao lớn nhất trong tất cả thế gian, vì vượt hơn tất cả thế gian đạo, vì thanh tịnh thiện căn xuất thế, vì đầy đủ nhất thiết chủng trí. Bấy giờ chư Phật ở mười phương đồng ban cho Kim Cang Tạng Bồ Tát thân chói sáng nhất, ban cho trí biện tài vô ngại, ban cho trí thanh tịnh khéo phân biệt, ban cho sức khéo ghi nhớ không quên, ban cho huệ khéo quyết định rõ ràng, ban cho trí đến tất cả xứ để khai ngộ, ban cho sức thành đạo tự tại, ban cho đức vô úy của Phật, ban cho trí biện tài quan sát phân biệt các pháp môn của bậc nhất thiết trí, ban cho thân ngữ ý trang nghiêm toàn vẹn thường diệu của Như Lai. Tại sao vậy? Vì được tam muội này, thời tất nhiên như vậy. Vì bổn nguyện phát khởi, vì thâm tâm thiện tịnh, vì trí luân thiện tịnh, vì khéo chứa nhóm trời đạo, vì khéo tu sửa công hạnh, vì nhớ vô lượng pháp khí, vì biết tính giải thanh tịnh, vì được tổng trì không lầm lộn, vì khéo ấn khả với pháp giới trí ấn. Bấy giờ mười phương chư Phật đều đưa tay hữu xoa đầu Kim Cang Tạng Bồ Tát. Chư Phật xoa đầu xong, Kim Cang Tạng Bồ Tát xuất định bảo khắp đại chúng Bồ Tát rằng: chư Phật tử, thệ nguyện của các vị Bồ Tát khéo quyết định không tạp chẳng thể thấy, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, khắp tất cả Phật độ, suốt thở vị lai cứu độ tất cả chúng sanh, được chư Phật gia hộ vào trí địa của tam thế chư Phật. Chư Phật tử, những gì là trí địa của đại Bồ Tát? Chư Phật tử, trí địa của đại Bồ Tát có mười bậc. Tam thế chư Phật đã nói, sẽ nói, đương nói, tôi cũng nói như vậy. Đây là mười trí địa. Một là Quang Hỷ địa, hai là Ly Cấu địa, ba là Phát Quang địa, bốn là Diệm Huệ địa, năm là Đan Thắng địa, sáu là Hiện Tiền địa, bảy là Diễn Hành địa, tám là Bất Động địa, chín là Thiện Huệ địa, mười là Pháp Vân địa. Chư Phật tử, tôi chẳng thấy có quốc độ nào mà chư Phật nơi đó chẳng nói mười trí địa này. Tại sao vậy? Vì đây là đạo tối thượng hướng Bồ Đề của đại Bồ Tát, cũng là pháp môn thanh tịnh quang minh. Chư Phật tử, nơi đây chẳng thể nghĩ bàn đến được, chính là chứng trí của chư đại Bồ Tát. Kim Cang Tạng Bồ Tát nói xong liền im lặng không giảng giải nữa. Bấy giờ chúng Bồ Tát nghe tên mười bậc trí địa mà chẳng nghe giải thích, thời đều khát ngưỡng, nghĩ rằng: do cớ gì ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát chỉ nói tên mười trí địa mà chẳng giải thích? Giải thoát Nguyệt Bồ Tát biết tâm niệm của chúng Bồ Tát, liền nói kệ để hỏi Kim Cang Tạng Bồ Tát: cớ sao bậc tình giác đủ niệm trí công đức nói tên mười trí địa? Biết rõ chẳng giải thích, tất cả đều quyết định dũng mãnh không khiếp nhược, cớ sao nói tên địa rồi im không giải thích? Nghĩa thú mười trí địa trong chúng đều muốn nghe, lòng chúng không khiếp nhược, vì chúng xin giải thích. Chúng hội đều thanh tịnh, nghiêm khiết không lười biếng, hay vững vàng bất động, đủ công đức trí huệ, nhìn nhau đều cung kính, tất cả đồng khát ngưỡng, như ông nhớ mật ngọt, như khát tưởng cam lộ. Kim Cang Tạng Bồ Tát bậc đại trí vô quý nghe giải thoát việc Bồ Tát nói kệ, muốn cho lòng chúng hội quan hỷ, liền nói kệ rằng: hành địa của Bồ Tát gốc tối thượng của Phật, giải thích nói rõ ràng, hy hữu khó thứ nhất, di tế khó thấy được, ly niệm siêu tâm địa, phát sanh cảnh giới Phật, người nghe sẽ mê lầm, dình lòng như kim cang, tin chắc nơi Phật trí, biết tâm địa vô ngã, thời nghe được pháp này như màu vẽ trên không, như tướng gió trên không. Phật trí cũng như vậy, phân biệt rất khó thấy. Tôi nghĩ Phật trí huệ tối thắng khó nghĩ bàn, người đời không thọ được, nên im lặng chẳng nói.
giải thoát việc Bồ Tát Bạch Kim Cang Tạng Bồ Tát. Nay đại chúng đây đều đã hội họp, tất cả đều khéo lóng thâm tâm, khéo sạch tư niệm, khéo tu các hành, khéo tập trợ đạo, khéo gần gũi trăm ngàn ức Phật, thành tựu vô lượng công đức thiện căn, lìa bỏ mê lầm, không còn cấu nhiễm, thâm tâm tinh hiểu, ở trong Phật pháp chẳng theo người khác dạy. Thưa Phật tử, xin ngài nên thừa oai thần của Phật vì chúng mà diễn nói. Đại chúng Bồ Tát đây đối với chỗ thầm thâm như vậy đều có thể chứng biết. Giải thoát nguyệt Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này, bèn nói kệ rằng: Xin nói hạnh Bồ Tát, vô thượng rất an ổn, phân biệt rõ các địa, trí tịnh thành chánh giác. Chúng đây không cấu nhiễm, chí hiểu đều sáng sạch, kính thờ vô lượng Phật, hiểu được nghĩa các địa. Kim Cang Tạng Bồ Tát nói: Thưa Phật tử, dầu đại chúng y đây đã khéo lóng sạch tư niệm, rời bỏ ngu si nghi lầm, nơi Phật pháp thầm thâm không theo người dạy, nhưng còn có chúng sanh trí cạn cợt, nếu nghe những sự thầm thâm khó nghĩ bàn này, họ sẽ sanh lòng nghi lầm mà phải chịu khổ lâu dài. Tôi vì thương xót hạng này nên im lặng. Kim Cang Tạng Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Dầu chúng đây trí rộng thanh tịnh, pháp sâu trí lè hay hiểu thấu, tâm họ bất động như sơn dương, chẳng thể úp nghiêng dường đại hải. Có hạng mới tu hiểu chưa tới, theo thức phân biệt chẳng theo trí, nghe đây sinh nghi đọa ác đạo. Tôi thương hạng này nên chẳng nói. Giải thoát nguyệt Bồ Tát lại bạch với Kim Cang Tạng Bồ Tát: Thưa Phật tử, xin ngài thừa thần lực của Phật mà phân biệt diễn nói pháp bất tư nghị này. Những hạng đây sẽ được Đức Như Lai gia hộ cho họ tinh thọ được. Vì lúc nói pháp thập địa, tất cả Bồ Tát tất nhiên được Phật hộ niệm. Vì được Phật hộ niệm nên đối với trí địa này sinh lòng dũng mãnh. Vì đây là công hành tối sơ mà Bồ Tát thực hành để thành tựu tất cả Phật pháp. Ví như viết chữ, tất cả đều từ mẫu tự làm gốc. Tự mẫu rốt ráo, không có chút phần rời tự mẫu. Tất cả Phật pháp đều dùng thập địa làm căn bổn. Thập địa rốt ráo tu hành thành tựu được nhất thiết chủng trí. Do đây xin Phật tử diễn nói cho. Những người này tất được Đức Như Lai hộ niệm, làm cho họ tinh thọ. Giải thoát nguyệt Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Lành thay Phật tử xin diễn thuyết. Các trí địa đưa vào Bồ Đề, mười phương tất cả đến tự tại, thảy đều hộ niệm trí căn bổn. An trụ trí này cũng rốt ráo, tất cả Phật pháp từ đây sanh. Ví như viết chữ do mẫu tự, cũng thế, Phật pháp y trí địa. Lúc đó chúng đại Bồ Tát đồng thời ứng tiếng hướng về Kim Cang Tạng Bồ Tát mà nói kệ rằng: Trí thường diệu vô cấu, vô biên trí biện tài, tuyên xướng lời sâu đẹp, tương ưng đệ nhất nghĩa. Niệm trì hành thanh tịnh, thập lực chứa công đức, biện tài phân biệt nghĩa, nói địa tối thắng này, định giới chứa chánh tâm, lìa ngã màn tà kiến. Chúng đây không lòng nghi, cầu xin được nghe giảng. Như khát tưởng nước mát, như đói nhớ món ngon, như bệnh cầu thuốc hay, như ông tham mật tốt. Chúng tôi cũng như vậy, mong nghe pháp cam lộ. Lành thay bậc đại trí, nguyện giải thích thập địa, thành thập lực vô ngại. Tất cả hành của Phật, chúng tôi nếu được nghe, tinh thọ siêng tu tập. Bấy giờ Đức Thế Tôn từ chẳng mày phóng quang minh thanh tịnh, tên là Bồ Tát Lực Diệp Minh, kèm theo vô số trăm ngàn quang minh chiếu khắp tất cả thế giới mười phương. Ba ác đạo đều được hết khổ. Quang minh này là chiếu suốt tất cả chúng hội của tất cả Phật, hiển hiện thần lực bất tư nghị của Phật, lại chiếu đến thân Bồ Tát được Phật gia hộ thuyết pháp trong tất cả thế giới khắp mười phương. Quang minh này làm những sự trên đây, rồi kết thành đài lưới mây rất sáng chói dừng ở trên không. Lúc đó chư Phật ở mười phương cũng phóng quang như vậy, và cũng hiện thành những sự như vậy, lại chiếu đến Phật và đại chúng ở thế giới Ta Bà này, cùng chiếu đến thân và tòa sư tử của Kim Cang Tạng Bồ Tát. Trong đài lưới mây sáng chói dừng ở trên không, do thần lực của Phật có tiếng nói kệ rằng: Phật vô đẳng đẳng như hư không, thập lực vô lượng thắng công đức, tối thắng vô thượng trong thế gian, Thích Ca Như Lai gia hộ đó. Phật tử nên thừa thần lực Phật, giải bày tàng tối thắng tối tôn.
Trí Địa Quán Đại Hành Thắng Diệu. Nương Phật quay thần phân biệt nói: nếu được Như Lai gia hộ cho, sẽ được pháp bửu vào tâm mình. Bồ Tát Thập Địa Tuần Tự Đầy cũng đủ chư Phật 10 trí lực. Dầu ở biển sâu hay kiếp quả, kham thọ pháp này tất được nghe. Những ai sanh nghi không lòng tin, trọn không được nghe nghĩa như vậy. Nói rộng thập địa đạo thắng trí, nhập trụ tuần tự tu tập lần. Theo hành phát sanh cảnh giới trí, vì lợi ích chúng sanh tất cả. Kim Cang Tạng Bồ Tát quan sát mười phương, muốn cho đại chúng thêm lòng tin thanh tịnh, nên nói kệ rằng: đạo lớn của Như Lai vi diệu khó biết được, lìa niệm chẳng phải niệm, cầu thấy chẳng thấy được, không sanh cũng không diệt, tánh tịnh thường vắng lặng. Người ly cấu thông huệ đang đi trong cảnh đó, tự tánh vốn không tịch, vô nhị cũng vô tận, giải thoát khỏi các loại, trụ niết bàn bình đẳng, chẳng phải sơ trung hậu, chẳng phải ngôn từ đến được. Vượt qua ngoài thời gian, tướng đó dường hư không, cảnh giới Phật tịch diệt, lời nói không đến được. Cảnh thập địa cũng vậy, khó nói cũng khó nhận. Trí phát sanh cảnh Phật, rời hẳn ngoài tâm niệm, chẳng phải quẩn xứ giới, trí biết ý chẳng biết, như dấu chim bay qua, khó chỉ cũng khó nói. Nghĩa của 10 trí địa tâm ý không rõ được, từ bi và nguyện lực sanh hành vào thập địa, tuần tự tâm viên mãn. Chẳng phải cảnh tư lự, cảnh giới này khó thấy, biết được không nói được, do Phật lực nên nói, đại chúng phải kính nhận. Cảnh giới của trí địa ức kiếp nói không hết, nay tôi chỉ nói lược nghĩa chân thiệt của kia. Đại chúng cung kính chờ, tôi thừa Phật lực nói. Tiếng pháp diệu thù thắng, tương ưng chữ ví dụ, thần lực vô lượng Phật đều đến vào thân tôi, nơi đây khó hiển bày, nay tôi nói phần ít. Chư Phật tử, nếu có chúng sanh trồng sâu căn lành, khéo tu tập những hành trợ đạo, hay cúng dường chư Phật, làm thiền tri thức, khéo chứa nhóm những pháp trắng trong, giỏi nhiếp và khéo làm thanh tịnh thâm tâm, lập chí quảng đại, phát sanh trí biết rộng lớn, lòng từ bi luôn hiện tiền, vì cầu Phật trí, vì được thập lực, vì được đại vô quý, vì được Phật pháp bình đẳng, vì cứu tất cả thế gian, vì thanh tịnh đại từ bi, vì được thập lực nhất thiết chủng trí và thanh tịnh Phật độ vô ngại, nên khoảng một niệm biết cả tam thế, vì chuyển đại pháp luân vô quý. Chư Phật tử, Bồ Tát phát khởi những tâm như vậy, bèn lấy đại bi làm trước, trí huệ tăng thượng, phương tiện khéo diệu, thâm tâm tối thượng là chỗ giúp lấy, Phật lực là chỗ giữ gìn, vô lượng trí khéo quan sát, sức phân biệt dũng mãnh, sức trí huệ vô ngại hiện tiền, tùy thuận tự nhiên trí, có thể thọ lãnh tất cả Phật pháp, dùng trí huệ để giáo hóa, quảng đại như pháp giới, rốt ráo dường hư không, suốt thở Di Lai. Này Phật tử, Bồ Tát mới bắt đầu phát tâm như vậy, liền được vượt khỏi hạng phàm phu mà vào ngôi Bồ Tát, sanh vào nhà Như Lai. Không ai có thể nói chủng tộc của Ngài lỗi lầm. Ngài đã rời loài thế gian mà vào đạo xuất thế, được pháp Bồ Tát ở chỗ Bồ Tát, nhập tam thế bình đẳng, ở trong chủng tánh Như Lai quyết định sẽ thành vô thượng giác. Bồ Tát an trụ những pháp như vậy gọi là trụ bực Bồ Tát Quan Hỷ Địa, vì đã tương ưng với chân như bất động. Chư Phật tử, Bồ Tát trụ bực Quan Hỷ Địa thời thành tựu nhiều quan hỷ, nhiều tịnh tính, nhiều ái lạc, nhiều thích duyệt, nhiều hân khánh, nhiều dũng dước, nhiều dũng mãnh, nhiều bất đấu tránh, nhiều vô não hại, nhiều vô sân hận. Chư Phật tử, Bồ Tát trụ bực Quan Hỷ Địa vì nhớ chư Phật nên sanh vui mừng, vì nhớ Phật pháp nên sanh vui mừng, vì nhớ chư Bồ Tát nên sanh vui mừng, vì nhớ hạnh Bồ Tát nên sanh vui mừng, vì nhớ thanh tịnh Ba La Mật nên sanh vui mừng, vì nhớ Bồ Tát Địa Thù Thắng nên sanh vui mừng, vì nhớ Bồ Tát không hư hoại nên sanh vui mừng, vì nhớ chư Phật giáo hóa chúng sanh nên sanh vui mừng, vì nhớ có thể làm lợi ích cho chúng sanh nên sanh vui mừng, vì nhớ vào trí phương tiện của chư Phật nên sanh vui mừng. Bồ Tát này lại tự nghĩ, vì tôi đã chuyển và rời tất cả cảnh giới thế gian mà hoan hỷ, vì thân cận tất cả Phật mà hoan hỷ, vì lìa xa hạng phàm phu mà hoan hỷ, vì gần bực trí huệ mà hoan hỷ, vì giết hẳn tất cả ác thú mà hoan hỷ,
vì làm chỗ y chỉ cho tất cả chúng sanh mà hoan hỷ, vì thấy tất cả Như Lai mà hoan hỷ, vì sanh vào cảnh giới Phật mà hoan hỷ, vì vào trong tánh bình đẳng của tất cả Bồ Tát mà hoan hỷ, vì xa lìa tất cả những sự kinh sợ rùng mình mà hoan hỷ. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát đã được bực hoan hỷ địa, thời được khỏi hẳn tất cả sự kinh sợ, như là xa lìa hẳn sự sợ chẳng sống, sợ tiếng xấu, sợ chết, sợ xa ác đạo, sợ quay đức của đại chúng. Tại sao lại được khỏi hẳn những sự kinh sợ? Vì Bồ Tát này đã lìa ngã tưởng, thân mình còn không mến tiếc, huống là của cải, vì thế nên không kinh sợ về sự không sống. Vì Bồ Tát này không trông cầu người khác cúng dường mình, chỉ chuyên cấp thí tất cả chúng sanh, nên không kinh sợ về sự tiếng xấu. Vì Bồ Tát này đã lìa ngã kiến, không có ngã tưởng, nên không kinh sợ về sự chết. Vì Bồ Tát này tự biết sau khi chết quyết định không rời chư Phật Bồ Tát, nên không kinh sợ về sự xa ác đạo. Vì chí nguyện của Bồ Tát này trong tất cả thế gian còn không ai bằng, huống là hơn, nên không kinh sợ đối với quay đức của đại chúng. Chư Phật tử, Bồ Tát này lấy đại bi làm trước, chí nguyện trọng lớn, không có gì trở ngại được. Lại thêm siêng tu tất cả thiện căn mà được thành tựu. Những thiện căn đó như lòng tin tăng thượng, như lòng tin thanh tịnh, hiểu biết thanh tịnh, lòng tin quyết định, phát sanh lòng bi mẫn, thành tựu đức đại từ, không nhà mỏi. Lòng hổ thẹn trang nghiêm, thành tựu hạnh nhu hòa, kính thuận tôn trọng giáo pháp của chư Phật. Ngày đêm tu tập các căn lành, không nhàm đủ, gần gũi thiền tri thức, luôn mến thích chánh pháp, cầu đa văn không nhàm đủ, chánh quan sát đúng giới pháp đã được nghe, lòng không y tựa chấp trước, không tham muốn lợi danh cung kính, chẳng mong cầu tất cả vật dụng nuôi sống, phát sanh tâm như thật không nhàm đủ. Cầu bậc như thiết trí, cầu Phật lực vô quý, Phật pháp bất cộng, cầu các môn trợ đạo ba la mật, lìa những vua dối, có thể thực hành đúng như lời nói, luôn gìn lời như thật, chẳng làm nhơ nhớp nhà Như Lai, chẳng bỏ giới Bồ Tát, sanh nhất thiết trí, lòng vững như sơn dương bất động, chẳng bỏ tất cả sự thế gian mà thành tựu tất cả đạo xuất thế, tu tập pháp trợ đạo vô thượng bồ đề không mỏi nhàm, thường cầu đạo vô thượng. Chư Phật tử, Bồ Tát thành tựu pháp tu tập thanh tịnh tâm địa như vậy, thời gọi là an trụ bực Bồ Tát hoan hỷ địa. Bồ Tát này thành tựu đại nguyện, đại dũng như vậy, phát sanh trí hiểu biết, quyết định thanh tịnh quảng đại, đem tất cả đồ cúng dường cung kính dâng lên tất cả chư Phật, không thiếu sót. Rộng lớn dường pháp giới, rốt ráo như hư không, suốt tất cả kiếp số vị lai không thôi nghĩ. Lại phát đại nguyện, nguyện thọ lãnh tất cả Phật pháp, nguyện giúp tất cả Phật trí, nguyện hộ tất cả Phật giáo, nguyện trì tất cả Phật pháp, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, suốt tất cả kiếp số vị lai không thôi nghĩ. Lại phát đại nguyện, nguyện trong tất cả thế giới, lúc Phật xuất thế, giáng thần, nhập thai, trụ thai, sơ sanh, xuất gia, thành đạo, thuyết pháp, nhập niết bàn, tôi đều đến gần gũi cúng dường, làm thượng thủ trong chúng, thọ lãnh và thực hành chánh pháp, đồng thời chuyển pháp khắp tất cả mọi nơi, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo dường hư không, suốt tất cả kiếp số vị lai không thôi nghĩ. Lại phát đại nguyện, nguyện tất cả Bồ Tát hạnh quảng đại chẳng hoại, chẳng tạp, nhiếp các môn ba la mật, tu tập thanh tịnh các trí địa, tổng tướng, biệt tướng, đồng tướng, dị tướng, thanh tướng, hoài tướng, tất cả Bồ Tát hạnh đều nói đúng như thiệt, giáo hóa tất cả chúng sanh, cho họ lãnh thọ thực hành tâm địa được tăng trưởng, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo dường hư không, suốt tất cả kiếp số vị lai không thôi nghĩ. Lại phát đại nguyện, nguyện tất cả giới chúng sanh, có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, chẳng có tưởng, chẳng không tưởng, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, hệ thuộc ba cõi, vào sáu loại tất cả chỗ thác sanh, nhiếp về danh sắc, những loại như vậy tôi đều giáo hóa cho họ vào Phật pháp, dứt hẳn tất cả loài thế gian mà an trụ đạo nhất thiết chủng trí, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo dường hư không, suốt tất cả kiếp số vị lai không thôi nghĩ. Lại phát đại nguyện, nguyện tất cả thế giới rộng lớn vô lượng, thô, tế, loạn trụ,
đảo trụ, chánh trụ, hoặc vào, hoặc đi, hoặc đến, sai khác như đế võng, mười phương vô lượng thế giới, nhiều loài không đồng, đều thấy biết rõ với trí lực, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo dường hư không, suốt tất cả kiếp số vị lai, không thôi nghĩ. Lại phát đại nguyện, nguyện tất cả quốc độ vào một quốc độ, một quốc độ vào tất cả quốc độ, vô lượng Phật độ đều khắp thanh tịnh, những đồ vật sáng chói dùng để trang nghiêm, lìa tất cả phiền não thành đạo thanh tịnh, chúng sanh trí huệ số đông vô lượng ở đầy trong đó, vào khắp cảnh giới quảng đại của chư Phật, tùy thuận tâm chúng sanh để thị hiện cho họ điều quan hỷ, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo dường hư không, suốt tất cả kiếp số vị lai, không thôi nghĩ. Lại phát đại nguyện, nguyện cùng tất cả Bồ Tát đồng một chí, một hành, không tranh thù, chứa nhóm các căn lành, tất cả Bồ Tát bình đẳng một duyên, thường tập hội, không rời bỏ nhau, tùy ý có thể hiện nhiều thân Phật, tự tâm nhậm vận có thể biết cảnh giới của chư Phật, quay lực trí huệ được thần thông bất thối, tùy ý du hành tất cả thế giới, hiện thân trong tất cả chúng hội, vào khắp tất cả chỗ thác sanh, thành tựu đại thừa tu hành Bồ Tát bất tư nghị, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo dường hư không, suốt tất cả kiếp số vị lai, không thôi nghĩ. Lại phát đại nguyện, nguyện thừa pháp luân bất thối tu hành Bồ Tát, thân ngữ ý ba nghiệp đều không để luống, nếu ai tạm thấy thời được quyết định nơi Phật pháp, nếu ai tạm nghe âm thanh thời được thật trí, vừa sanh lòng tịnh tính thời dứt hẳn phiền não, được thân như cây đại dược dương, được thân như châu như ý, tu hành tất cả hạnh Bồ Tát, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo dường hư không, suốt tất cả kiếp số vị lai, không thôi nghĩ. Lại phát đại nguyện, nguyện ở khắp tất cả thế giới thành vô thượng chánh giác, chẳng rời một chân long mà nơi tất cả chân long thị hiện sơ sanh, xuất gia, đến đạo tràng, thành chánh giác, chuyển pháp luân, nhập niết bàn, được sức đại trí huệ cảnh giới của Phật, trong mỗi niệm thuận theo tâm của tất cả chúng sanh mà thị hiện thành Phật, làm cho họ được tịch diệt. Dùng nhất thiết trí biết tất cả pháp giới chính là tướng niết bàn, dùng một âm thanh thuyết pháp làm cho tâm tất cả chúng sanh đều hoan hỷ, thị hiện nhập đại niết bàn mà chẳng nhất hành Bồ Tát, thị hiện bậc đại trí huệ an lập tất cả pháp, dùng pháp trí thông, thần túc thông, quyển thông, tự tài biến hóa khắp tất cả pháp giới, rộng lớn như pháp giới, rốt ráo dường hư không, suốt tất cả kiếp số vị lai, không thôi nghĩ. Chư Phật tử, Bồ Tát trụ bậc quan hỷ địa phát đại nguyện như vậy, dũng mãnh như vậy, đại dụng như vậy, dùng mười nguyện môn này làm đầu đầy đủ trăm vạn vô số đại nguyện. Chư Phật tử, đại nguyện này do mười tận cú mà được thành tựu. Đây là mười tận cú: chúng sanh giới tận, thế giới tận, hư không giới tận, pháp giới tận, niết bàn giới tận, Phật xuất hiện giới tận, Như Lai trí giới tận, tâm sở duyên giới tận, Phật trí sở nhập cảnh giới giới tận, thế gian chuyển pháp chuyển trí chuyển giới tận. Nếu chúng sanh giới tận, thệ nguyện của tôi mới tận. Nhận đến thế gian chuyển pháp chuyển trí chuyển giới tận, thệ nguyện của tôi mới tận. Nhưng chúng sanh giới nhận đến trí chuyển giới không cùng tận, nên thiện căn đại nguyện của tôi đây cũng không cùng tận. Chư Phật tử, Bồ Tát phát đại nguyện như vậy rồi thời được tâm lợi ích, tâm nhu nhuyến, tâm tùy thuận, tâm tịch tịnh, tâm điều phục, tâm tịch diệt, tâm khiêm hạ, tâm nhuận trạch, tâm bất động, tâm bất trượt, thành bậc tịnh tính, có công dụng của đức tin, có thể tin bổn hạnh chứng nhập của Như Lai. Tin thành tựu được các môn ba la mật, tin vào những bậc thắng địa, tin sức thành tựu, tin đầy đủ vô sở quý, tin sanh trưởng Phật pháp bất cộng bất hoại, tin Phật pháp bất tư nghị, tin xuất sanh Phật cảnh giới không trung biên, tin tùy nhập vô lượng cảnh giới của Phật, tin thành tựu quả. Tóm lại, tin tất cả Bồ Tát hành nhận đến tinh trí địa thuyết lực của Như Lai. Chư Phật tử, Bồ Tát này lại nghĩ rằng chánh pháp của chư Phật thầm thâm như vậy, tịch tịnh như vậy, tịch diệt như vậy, không vô tướng, vô nguyện như vậy, vô nhiễm như vậy, vô lượng quảng đại như vậy,
mà hàng phàm phu sa vào tà kiến, bị vô minh che lọa, dựng cao trạng kiêu mạn, vào trong lưới khát ái, đi trong rừng rậm vô dối, không tự ra được, lòng luôn đi đôi với tham lam ganh ghét, thường tạo những nhân duyên thọ sanh trong các loại tham sân si, gây thành những nghiệp ngày đêm thêm lớn mãi. Do gió phẫn hận thổi ngọn lửa tâm thức hực hực không tắt, phàm họ nói hay làm đều là điên đảo. Dục lưu, hữu lưu, vô minh lưu, kiến lưu nói luôn phát khởi chủng tử tâm ý thức. Trong ruộng tam giới lại mọc mầm khổ, chính là chẳng rời danh sắc. Danh sắc này thêm lớn thành tụ lạc của sáu loại. Trong đó đối nhau mà sinh ra xúc, do xúc sanh thọ, nhân thọ sanh ái, vì ái tăng trưởng nên sanh thủ, vì thủ tăng trưởng nên sanh hữu, do hữu mà có sanh lão, tử, ưu bi, khổ não. Chúng sanh thêm lớn quả khổ. Trong đây vốn là trống rỗng, lìa ngã và ngã sở, vô tri vô giác, vô giác vô thọ như cỏ cây. Đá vách cũng như gian bóng, nhưng chúng sanh vẫn không hay không biết. Bồ Tát thấy chúng sanh không thể thoát khỏi khổ quả như vậy, liền phát sanh đại bi trí huệ, tự nghĩ rằng: tôi phải cứu vớt tất cả chúng sanh này, đặt họ ở chỗ rốt ráo an lạc. Do vì suy nghĩ phát tâm như vậy nên sanh ra trí huệ quang minh đại từ. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát tùy thuận đại bi đại từ như vậy, lúc dùng tâm thâm trọng trụ bậc sơ địa, đối với tất cả vật không hề lẫn tiếc, cầu Phật trí tu đại xã, phàm có thứ chi đều có thể bố thí cả, những là tiền, lúa, kho, đụng, vàng, bạc, mani, châu ngọc, đồ trang sức, voi, ngựa, xe cộ, tôi tớ, nhân dân, thành ấp, tụ lạc, vườn rừng, lâu đài, vợ con quyến thuộc, đầu, mắt, tay chân, máu thịt, xương tủy, tất cả đều không tiếc, để cầu trí huệ rộng lớn của chư Phật. Đây gọi là thành tựu hạnh đại xã của bậc Bồ Tát trụ sơ địa. Chư Phật tử, Bồ Tát dùng tâm từ bi đại thí này là vì muốn cứu hộ tất cả chúng sanh, thêm cầu những sự lợi ích thế gian và xuất thế, vì không nhàm đủ liền được thành tựu tâm không mỏi nhàm. Được tâm không mỏi nhàm rồi, với tất cả kinh luận không lòng khiếp nhược, vì lòng không khiếp nhược liền được thành tựu nhất thiết kinh luận trí. Được trí này rồi, thời có thể hay so lường việc nên làm, việc chẳng nên làm. Với tất cả chúng sanh, căn cơ thường trung hạ, thuận theo chỗ đáng độ, năng lực và thói quen của họ, mà làm cho họ đều được lợi ích. Do đây Bồ Tát được thành thế trí. Thành được thế trí rồi, liền biết thời tiết, biết đường số. Vì tàm quý mà siêng tu đạo hạnh, tự lợi lợi tha, nên thành tựu tàm quý trang nghiêm. Trong hạnh này siêng tu hạnh giải thoát, không thối chuyển, thành sức kiên cố. Được sức kiên cố rồi, thời siêng cúng dường chư Phật, nơi giáo pháp của Phật có thể thực hành đúng như lời dạy. Chư Phật tử, Bồ Tát thành tựu mười pháp thanh tịnh, các trí địa như vậy, chính là bi từ xã, không mỏi nhàm, biết kinh luận, hiểu thế pháp, tàm quý, sức kiên cố, cúng dường chư Phật và y giáo tu hành.